Chương trình này được bảo trợ bởi sự lựa chọn khôn khéo cho Medicare Advantage, Clever Care Health Plan. Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4,50 đồng. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Ngọc Lan hoàn toàn trở lại với quý vị vào sáng ngày hôm nay. Trong lúc nói chuyện với Ngọc Lan, Ngọc Lan nhắc tới hỏi tôi chứ anh Thủy có biết mà cái xem cine mà lái xe đi vô không? Thì cái câu hỏi đó làm tôi nhớ lại cái khoảng thời gian tôi sang Mỹ lần đầu tiên, thập niên 1980, 85, 90 đó. Thì hôm nay lục lại cái hình, nhờ cái tin tức của Ngọc Lan tôi mới nhìn lại. Và tôi nhớ được một cái chỗ mà tôi đến hoài à. Bây giờ trên đường Beach và đường Trust á, thưa quý vị. Đây là một trong những drive-in theater. Bây giờ hôm nay nó là cái Walmart, cái Costco gì đó. Bây giờ thay đổi hết tất cả rồi. Đây là hình ảnh cũ của cái thời gian đó. Tôi đã từng lái xe vào trong này một thời gian mà độc thân đó, cùng với mấy đứa bạn. Bởi vì sao? Mình cũng ảnh hưởng phim Mỹ. Thắc mắc là phim Mỹ hay quá, thấy người ta lái xe vô thấy cái thú vị mà. Ngồi trong xe, ăn uống trong xe, hút thuốc lá, hoặc là ra ngoài đó, thậm chí còn mua bia ngồi ngoài đó nhậu nữa. Để xem phim. Xem phim và dùng cái loa trong xe của mình để nghe được cái âm thanh đó, thú vị vô cùng. Thì ngày hôm nay mình không biết được mấy cái chỗ mà drive-in theater nó còn nữa hay không. Lái xe trên freeway 5 tôi thấy là cũ lắm rồi, ở thành phố City of Industry. Nếu mà quý vị lái về hướng Bắc đó, ở trên xa lộ 5 thì cũng còn một cái drive-in theater, nhưng mà không biết nó còn làm việc hay không. Mình lái xe mình thấy vậy thôi, nhưng mà không biết có còn hoạt động hay không. Tuy nhiên ở quận Cam bây giờ có khả năng là cái phong trào drive-in theater được phát lại phải không Ngọc Lan? Dạ đúng như vậy, có nghĩa là Ngọc Lan hỏi anh Thụy là do Ngọc Lan chưa bao giờ đi hết. Chưa bao giờ mà biết rằng là thứ bảy này vào lúc 7 giờ đó thì bộ phim Cộp Giấy, tức là Tiger Papers, phim này là của Mỹ, phim hành động võ thuật, phim hài nữa, nhưng mà đạo diễn là gốc Việt, cho nên bộ phim này được mang tham gia trong Việt Film Fest mà lần đầu tiên chiếu phim mà ngồi trên xe coi, giống như người nói vậy đó. Nhưng mà lắm. Cái nơi chiếu sẽ là ngay chỗ Westminster Mall đó quý vị, ở mà cái khuôn và phía bên sau lưng á, đúng rồi, phía sau lưng cái nhà hàng buffet với lại JCPenney đó, đó bây giờ đóng cửa nhiều nguyên lắm. Cái khu đó là sẽ chiếu phim mà là chạy xe Roy Injo coi. Thì cái này giống như anh Thụy đã mô tả rồi, người có kinh nghiệm đi xem phim như quý vị đang nhìn thấy đó, đậu xe ở những cái chỗ, những cái lốt như vậy, xong rồi nó sẽ thoải mái hơn là ngồi ở trong rạp. Đúng. Đó anh Thụy, tại vì anh Thụy ai ghiền hút thuốc còn có thể hút thuốc được, rồi nói chuyện trong xe không làm phiền đến ai, rồi cười lớn nhiều thứ, nhiều thứ mình có thể làm được lắm mà mình không làm được trong rạp, không ảnh hưởng đến ai. Mà một cái xe như vậy đó, cho dù bây giờ quý vị đi một người, hai người, bốn người, năm người, bảy người gì đó cũng là $35. Một chiếc xe. Vé là bán vé cho xe. Rất là rẻ. Yeah. Cho nên là rủ càng người mướn nguyên cái chiếc xe lớn đi vô đó để mà coi phim. Thì quý vị nhớ ha, là ngày trong cái chương trình của Việt Film Fest chiếu phim nhiều cái phim hay lắm. Hôm trước là đã có phim về bố già rồi, nghe đồn rất là hay. Rồi và hôm nay là phim ngày thứ bảy này, 23 tây tháng 10. Từ 7 giờ đến 9 giờ tối, bắt đầu từ 5 giờ rưỡi là bắt đầu vô cửa theo hiểu là mình sẽ lái xe đến đó. Có những nhân viên họ đứng ở ngoài mình để có thể mua vé ở ngay đó cũng được. Phim này là phim nói tiếng Anh có phụ đề tiếng Việt, quý vị thử. Thứ nhất là có hai cái, thứ nhất là ủng hộ cho Việt Film Fest của Hội Văn học và Nghệ thuật Việt Mỹ và của Vala đó. Rồi thứ hai là để mà có một cái trải nghiệm
coi phim ở trên xe là quý như thế nào. Đi. Dạ, và thứ ba nữa, đây là một bộ phim cũng khá là nổi tiếng mà về phim võ thuật mà hài nữa. Cho nên mời quý vị ngày thứ bảy này lúc 7 giờ chiều, đó, ngay Westminster Mall. Hoặc là chúng ta đi chiều, từ chiều đó đi đi shopping. Ngay đó luôn. Đi shopping xong rồi đi ra rồi đi coi phim. Trong trong hình quý vị thấy có những chiếc xe thú vị vô cùng. Ngày xưa làm gì có xe SUV, nhưng mà tôi làm sao mà có tiền mình mua mấy chiếc SUV, mình chạy toàn không ga cùi không à. Chứ bây giờ mà có mấy cái chiếc SUV, quý vị mở cái cốp ngoài sau ha, ngồi ngay trên cái ngoài sau đó. Ngồi xem, ngồi uống cà phê, nhâm nhi wine. No, cái đó là chúng tôi đề cập cho vui, chứ còn không nên uống rượu lái xe phải không ạ? Nhưng mà đó là những điều quý vị làm. Hoặc là gặm bánh mì ly sandwich. Hả? Có ăn bưng cơm, phở tô. Phở, nghĩa là không, cái không gì, làm phiền tới cái ai. Cái gì cũng vui hết. Mà thậm chí quý vị đi ra ngoài nè, đi vòng vòng ở đây nữa, cũng vui nữa. Thì đến sớm thì quý vị sẽ được lựa chọn cái chỗ đậu tốt, đậu ở giữa. Nhưng mà có nhiều người, nhất là mấy anh chàng độc thân có người yêu đó, vô đây mà đến chừng về tôi hỏi chứ mày biết phim đằng sau kể tao nghe, nó không kể được, nó biết phim đó ra gì luôn, nó lo làm gì không mà nó đâu có rồi quay phim đâu. Thưa quý vị, ngoài cái chuyện mà đi thứ bảy này quý vị đi coi phim, thì trở lại với tin tức á, thì Ngọc Lan vừa mới biết, mặc dù mấy ngày hôm nay người ta dự báo là mưa lất phất thôi, trời chuyển lạnh rồi, nhưng mà năm 2021 lại là năm hạn hán khô ráo nhất trong kể từ năm 1924 lần anh Thủy, chứ không phải là mới đây nha. Có nghĩa là năm 24 là năm hạn hán nhất, và đến bây giờ như vậy thì cách đây, Ngọc Lan nhớ cách đây khoảng chừng cả chục năm á, lúc đó cái những cái chương trình TV hoặc là trên cái đài radio cứ nói hoài là hạn hán, mình phải tiết kiệm nước, mình cũng nói rồi tưới cỏ đồ. Bây giờ mình không có cái quy định hạn chế như vậy, nhưng mà năm này lại là cái năm hạn hán nhất so với nhiều năm qua, có nghĩa là tính từ năm 24 đến bây giờ là mấy chục năm rồi. Có lâu thể là rồi. California trong thời gian qua đã lấy được cái nguồn nước ở Colorado, hoặc là nguồn nước dự trữ vẫn còn. Nhưng mà tin tức mà cách đây vài tuần tôi nghe, chúng tôi nghe được đó là ông Gavin Newsom, thống đốc California, vẫn đang lượng định xem, theo dõi hàng ngày để lượng định xem cái tình trạng nước như thế nào. Bây giờ đó thì hy vọng là mặc dù chúng ta rơi vào tình trạng hạn hán, nhưng mà trong mấy ngày hôm nay chúng ta nghe nói là trên vùng núi đó bắt đầu tuyết nó rơi khá nhiều rồi. Họ nói thì là hy vọng. Và hiện bây giờ đó, cái lượng nước mà trong cái mưa, những cái trận mưa vừa qua đó, mặc dù nó rất là ít ỏi nhưng mà nó cũng vừa đủ để cho năm tới. Nhưng mà họ hy vọng rằng là mưa trong những ngày tới mà đến nữa thì lại càng là giống như là được welcome hơn. Chứ không thôi, tình trạng với cái tình trạng hạn hán đến như thế này đó thì thấy nguy hiểm quá. Một trong những vùng mà nước mưa quan trọng vô cùng có thể mang nước cho California đó là Lake Tahoe. Ngày hôm qua chúng tôi nói chuyện được với một chuyên gia hướng dẫn du lịch, và chị đang có mặt ở Lake Tahoe, cho nói Thủy ơi, tuyết nhiều lắm. Đó là tin mà chúng tôi muốn nghe, bởi vì nguồn tuyết ở đây mà thiếu đó. Thứ nhất là nó vấn đề du lịch của mùa đông này, Lake Tahoe là nơi tuyệt vời nhất để đi trượt tuyết. Bây giờ hiện nay giới mà chuyên môn cung cấp các dịch vụ về trượt tuyết, họ đang rất mừng tuyết bắt đầu rơi. Nhất là khi mà ở quận Cam chúng ta, San Diego cũng bị bão đó, cái luồng mà áp suất thấp từ phía biển nó vào đó, thì nó cũng bắt đầu nó đi về phía bắc và nó đi vào Lake Tahoe. Cho nên tin tức từ ngày hôm qua chúng tôi nghe có người có mặt ở Lake Tahoe nói rằng có tuyết rồi, thì tuyết cũng là một phần ở cái khu vực Sierra Nevada, từ biên giới California sang tới Nevada. Những cái khu này mà không có tuyết là miền Nam chúng ta kẹt vô cùng. Chưa kể đó là phải có mưa thì cái nguồn nước ngầm giới nhà nông Fresno, Bakersfield, họ đang rất cần những cái khu vực đó. Có những cái khu mà thung lũng mà quý vị đi vào giữa California là nơi trồng trọt, nếu mà không có được nguồn nước ngầm thì họ rất là kẹt. Mà bây giờ đó, cái quy định đó còn có khả năng là ngăn chặn không cho người ta được quyền. Trước đây đó là mỗi nhà nông được quyền là mạnh ai nấy đào. Bây giờ
theo cái tiêu chuẩn nó có thể là sẽ không đào được nữa để tiết kiệm nước cho California. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.